Mưa to quá nè, quá mệt mỏi. Rồi, kém chút chút. Em ơi, xin lỗi mày. Chuyện này á, thì Lý Hải muốn tạo một cái cảm giác nó thật hơn nữa là Lý Hải quay ở một cái nghĩa trang thật ở dưới Bình Điền. Thì đó là một nghĩa trang thật thì chôn xung quanh là full hết, chỉ có một khoảng đất trống á, là chưa có mộ chôn, thì mình xin phép làm phim trường quay tại cảnh đó. Thành Thức đóng cái vai mà bị chôn xuống cái nguyệt cái đó. Trước đó thì Lý Hải có nói là Thức ơi, có một cái cảnh là em bị tai nạn chết thì em sẽ nằm ở trong quan tài và chôn ở nghĩa trang thì như thế nào. Thì Thức là quan mang lắm, là muốn Thức suy nghĩ xong xuôi ok em sẽ làm, bởi vì đây là một thách thức lớn cho cái nghề diễn viên của em. Phải nói là lần này là lần xuất hiện khá ấn tượng của Thách Thức. Thực sự nhắc tới cảnh quay dưới mộ mình còn đang nổi da gà luôn. Mặc dù khi xem phim thì các bạn thấy là mặt Thức và thấy Thức nằm thật ở trong quan tài và chôn dưới mộ như thế, thì song song đó để cho bớt cực diễn viên thì Lý Hải vẫn làm một cái gương mặt giả và để lên mannequin để quay những cảnh toàn, cảnh không cần thiết thì diễn viên có thể ra ngoài cận thì Thức mới vô nằm. Mặc dù đó là một cái cảnh là quay rộng thôi, nhưng mà Lý Hải cũng và ekip làm cũng rất là kỹ, nhờ một nghệ nhân đến đúc khuôn mặt silicon của Thức cho thật 100%. Xong xuôi bên make up là phải gắn chân mày từ cộng một theo cái gương mặt của Thanh Thức, gắn từ chín râu làm kỹ như thế để nó thật hết mức, dù chỉ quay cái toàn cái rộng thôi. Đây là một cái vai để đời cho diễn viên Thanh Thức, rất là dày. Còn cái cảnh thật là khi mà Thức nói là lần đầu tiên em mặc cái áo quan vô là cái mặc áo của người chết được chôn, mà là em không thể nào tưởng tượng là nó nặng trĩu. Có thể nói thế nào mọi người cũng không hiểu được đâu, tại vì cái cảm giác đó chỉ có trải nghiệm thực tế thì mình mới hiểu được cái cảm giác thôi, chứ không thể nào diễn tả cho mọi người hiểu được. Nằm trong cái quan tài mà mọi người đã chuẩn bị tẩn liệm xong hết rồi, lúc đó mình mặc cái áo gọi là cái áo quan của người chết vô nữa, sợ cảnh nó kinh khủng luôn. Mình đã căng thẳng về cái cảnh đó trước khi đã làm kịch bản rồi, không biết diễn tả sao nữa. Mình cái này không cần diễn, nó cũng mệt thiệt. Không nói lên lời đâu, không ai hiểu được cảm giác này đâu. Nói cũng không có hiểu được, nói mọi người cũng không hiểu được đâu.